Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với cái kênh của Michael Tâm Nguyễn. Thì đầu tháng 10 rồi, nhận được cái tin không được vui cho lắm. Thì như là năm ngoái mình cũng đã nói với các bạn là hãy cẩn thận với cái visa này. Tại vì các bạn biết rồi, đất nước nó có tới hai đảng lớn nha, còn những cái đảng nhỏ nữa. Thì cái đảng này lên, cái đảng kia xuống. Thì vừa rồi là cái đảng lao động nó thắng, hồi trước là đảng tự do. Thì bây giờ chính sách nó cũng thay đổi, chính sách đối ngoại, đối nội, đủ kiểu nó cũng thay đổi. Thì cái này là cái chuyện nó sẽ xảy ra thôi các bạn. Mình cũng đang mong chờ tới tháng 11 để mà coi bên Mỹ đảng Cộng Hòa với đảng Dân Chủ nó như thế nào. Thì quay trở lại câu chuyện của ngày hôm nay của chúng ta là cái visa nông nghiệp 403 đó, nó bị hủy rồi, nó không còn có giá trị nữa. Thì ngày trước mình nói với các bạn có hai vấn đề, mình nói các bạn nói đi nói lại nhiều rồi. Thứ nhất là các bạn cẩn thận coi chừng bị lừa đảo, và có nhiều bạn đã bị lừa đảo rồi đúng không? Bỏ vài trăm triệu, vài chục triệu gì đó thì có nhiều bạn cũng mất cả tỷ. Thì mình nói là cái visa này nó chưa có chắc chắn gì đó. Đó là cái thứ nhất. Thì bạn nào bị rồi thì thôi, chia buồn mà chứ giờ biết làm gì hơn đây. Mình nói tới nói lùi hoài. Rồi, còn cái thứ hai thì mình nói bạn có hai việc. Việc thứ nhất là bạn học tiếng Anh. Đi cái đường này không được thì mình sẽ đi đường khác. Và cái thứ hai là bằng cấp các bạn phải chuẩn bị. Bằng cấp đây có nghĩa là nếu bạn chưa có bằng thì lo đi học cái gì đó có bằng cấp. Cái danh sách đâu phải là một ngành nghề này, đi nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp không đâu, còn có tới mấy trăm ngành nghề khác mà. Thì bạn chọn ngành nghề nào đó mà nằm trong danh sách. Cái mà mình rất là khuyến khích mọi người, ai chúng ta ăn một ngày đều có ba bữa hết đúng không? Thế học nấu ăn đi cũng đâu có chết chóc gì ai đâu, nhất là các bạn trai sức khỏe tốt, và nó cũng phù hợp với các bạn nữ luôn. Thì các bạn học xong rồi các bạn chứng minh được kinh nghiệm, rồi các bạn đi thẩm định tay nghề, rồi sau đó thì bạn ở Việt Nam bạn học cũng được vậy. Rồi xong bạn nhờ thầy cô bên Úc về thẩm định tay nghề cho các bạn, hoặc bạn qua đây bạn học xong bạn đi tìm cái công ty hoặc cái nhà hàng nào bên này, cái khách sạn nào bên này bảo lãnh cho các bạn cho nó nhanh đó ha. Thì đó, đường nào các bạn cũng đi được hết. Còn đối với mấy anh chị lớn tuổi rồi thì thôi, hy sinh đời bố cũng cố đời con ha. Còn anh chị nào mà khá giả làm ăn kinh doanh nữa thì đi theo con đường doanh nhân. Còn anh chị nào mà mình thấy mà không khá giả nổi thì thôi, đầu tư cho con cái ha. Rồi mình có nói một cái video mà rất là nhiều bạn bè của mình của Úc đây, và có những cái người mà ở Việt Nam mà gia đình họ không may chia rẽ ra, chia nhỏ ra đó, thì vợ chồng sống không hợp nhau nữa thì kiếm một cái người khác, trước sau gì cũng phải đi tìm một cái người nào đó để chia ngọt sẻ bùi đúng không các bạn? Để tác bản đông chung với nhau chứ tác một mình nó cũng buồn, đúng không? Thì bạn cũng đã độc lập rồi, bạn cũng ở single rồi, độc thân một thời gian rồi thì đi tìm một cái người nào đó, thì muốn đi tìm được một cái người nào đó thì các bạn cũng phải biết tiếng Anh chút, ok? Thay vì lấy người Việt thì thôi ta lấy luôn người Úc luôn đi cho nó khỏe cuộc đời, ok? Rồi thì mời mấy anh rồi mấy chị đó về Việt Nam chơi, rồi sau đó làm giấy tờ ở Việt Nam luôn, rồi các bạn có thể làm du lịch qua bên Úc, nó kiểu nào các bạn làm cũng được đó. Cái con đường đó mình thấy rất là nhiều người mình thấy đi theo con đường này, thì các bạn coi nếu mà mình đi theo cái đường tài năng đây gồm có tiếng Anh, rồi tài năng nói chữ tài năng trong ngoặc nha, không cần bạn quá giỏi đâu, bạn chỉ cần có kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực nào đó. Cái lĩnh vực có thể là bạn là cái người đầu bếp hay người thợ làm bánh, hoặc là bạn là người thậm chí bán tranh nó cũng có nằm ở trong danh sách này nữa đó các bạn. Thủ thư của thư viện nè, rồi bạn có thể làm kỹ sư, bác sĩ thì cao sang quá đúng không, rồi có thể làm kế toán nè, rồi làm IT nè, đủ kiểu hết. Bạn có thể đi thực tập ở bên này cũng được đó. Thì các bạn phù hợp với cái nào thì các bạn cứ gặp luật sư đi, luật sư sẽ tư vấn cho các bạn từng trường hợp, không ai giống ai hết các bạn không. Cái kia nó đã cancel rồi thì đừng có cố đấm ăn xôi, nhiều người cũng bị lừa rồi thì thôi làm lại thôi chứ giờ sao giờ. Rồi quay trở lại với cái ngày hôm nay thì đi không được đường này thì đường kia thôi các bạn, không dùng được cái tài năng của các bạn thì các bạn dùng cái tình yêu thôi, tình yêu là nhanh nhất. Thì tình yêu các bạn phải yêu thật nha, okay, phải thương nhau thật nha, đừng có thương nhau mà không thật nha là mệt lắm á. Ok, có rất là nhiều người thương nhau không thật rồi
rồi bộ di trú biết rồi tới nó kiểm tra rồi đưa mấy cái đường dây đó ra tòa luôn đó, đừng giỡn nha. Ok rồi, thì bây giờ các bạn phải hy sinh đời bố củng cố đời con chứ sao, thì bây giờ lo con cái nó học hành cho nó đàng hoàng rồi cho nó học tiếng Anh, tập trung học tiếng Anh đi. Chứ bây giờ mà cho dù học toán giỏi, học mấy cái kia giỏi, tiếng Anh dốt thì cũng vậy thôi. Mà tiếng Anh giỏi mà mấy kia dốt quá thì cũng không được. Nói chung là tiếng Anh giỏi nhưng mấy kia học vừa phải là được rồi. Thì qua đây ráng cố gắng rèn luyện sức khỏe, ở Việt Nam lo tập thể thao cho sức khỏe nó dẻo dai, to, khỏe. Qua đây để đi làm được, vừa đi học vừa đi làm chứ đừng có làm biếng nha. Rồi ở nhà thì phụ việc ba mẹ, đỡ đần ba mẹ, làm việc đồng áng càng tốt. Lo việc nhà rồi đi chợ nấu ăn nấu nước cho ba mẹ ha, phụ ba mẹ, đỡ đần ba mẹ, để biết sắp xếp công việc để mà sau này qua bên Úc có thể làm được nhiều việc. Mình thấy có những bạn học viên của mình đi học rồi xong đi phụ việc nhà cho 2-3 ngày gì đó, kiếm tuần cũng vài trăm cho tới 1.000 đô, nó đơn giản, tháng cũng kiếm được cả 3-4 ngàn đô, chưa tính là mấy bạn bán thêm hàng hóa rồi nữa không. Rồi thì còn có một số mấy bạn khác thì mấy bạn đó, ba mẹ các bạn nó cũng thích các bạn học đại học, thích các bạn học cao học đồ này nọ. Bản thân mình cũng cũng học đại học, cũng học cao học nha các bạn. Mình có tới 2 bằng cao học luôn, cao học về bên quản trị kinh doanh và cao học về bên MBA đó các bạn, và cao học về bên công nghệ thông tin nữa. Nhưng mà mình đi học là từ cao đẳng các bạn, từ học cao đẳng lên, có 2 bằng cao đẳng, bằng đại học rồi 2 bằng cao học. Trong quá trình mình học, mình đi làm rất là nhiều. Mình khuyên các bạn luôn, đừng có vội học lên đại học. Học đại học xong rồi vẫn không kiếm việc được việc đâu. Ví dụ có kiếm được việc thì cũng chưa chắc là kiếm được việc đúng chuyên ngành của các bạn ha. Mà làm việc đúng chuyên ngành cũng chưa chắc ở lại được nha các bạn ha. Bởi vì mình nói các bạn, bạn cứ cố đấm ăn xôi đi. Ba mẹ cứ thích cho con tốt nghiệp đại học, xong rồi đi khoe khoang với đời, rồi xong rồi nói con tôi đi du học rồi này nọ, cuối cùng tụi nó cũng không ở lại được, không ở lại được mà. Nhưng mà cái đứa mình học cao đẳng á, có chừng nó ở lại được đó. Bạn chưa chắc đâu. Cái chuyện là tốn vài chục ngàn đô, các bạn cứ đưa lên bàn cân cân đi. Tốn vài chục ngàn đô cho tụi nó đi học ở đây, năm 1, năm 2, năm 3. Tốn có mấy triệu cho luật sư, mấy triệu cho luật sư chưa được 200 đô nữa. Thì các bạn thử nghĩ coi, cái tiền nào nhiều. Đã không biết rồi thì để gặp luật sư di trú đi. Người ta chỉ đường cho các bạn đi và người ta giúp các bạn làm. Bạn yên tâm, tất nhiên là các bạn có quyền tìm hiểu, rồi tìm hiểu đường này, tìm hiểu đường kia được. Nhưng mà cái người luật sư di trú á, người ta lại làm trong cái lĩnh vực này, ngày nào người ta cũng xử lý hồ sơ, mỗi ngày người ta xử lý vài chục hồ sơ. Còn bạn, bản thân các bạn cũng giỏi lắm, biết mấy người xung quanh nữa chứ làm sao giỏi bằng người luật sư di trú, đúng không? Giỏi lắm là bạn mới ra trường này, thì bạn làm sao bằng cái người mà làm cái lĩnh vực nào đó trong cái kế toán không? Kế toán nó đủ thứ trong đó, kế toán về thuế, kế toán từ xử lý lương, kế toán về báo cáo thuế nữa, rồi báo cáo quý nữa, nó đủ kiểu loại kế toán đó. Rồi kế toán này có liên quan tới doanh nghiệp hoặc là kế toán này chỉ có trả lương thôi, nó các bạn thấy không? Rồi kế toán chưa có bằng MBA, rồi kế toán có bằng MBA, rồi kế toán trong, rồi kế toán ngoài nữa, rồi xong rồi kế toán còn có thêm cái bookkeeper nữa đó. Kế toán không, nó cũng đã rất rất là nhiều lĩnh vực nhỏ trong đó rồi, các bạn thấy không? Nên các bạn làm sao mà giỏi bằng cái người luật sư di trú, một ngày người ta xử lý rất là nhiều loại visa khác nhau, và những luật sư người ta chuyên có loại visa nào người ta xử lý, người ta sẽ giúp các bạn nó tốt hơn. Thì đó, tốn mấy chục ngàn một năm, nhân cho 2-3 năm lên là tốn cả 100 ngàn, cuối cùng không được gì hết. Rồi cuối cùng nó ba mẹ suy đi nghĩ lại rồi, ok cho con học lên thạc sĩ luôn, lại thêm tốn thêm 2 năm nữa, lại tốn thêm mấy chục ngàn nữa. Rồi học lên thạc sĩ đảm bảo luôn, cũng không ở lại được, chứ không phải là học lên thạc sĩ được ở lại đâu. Cứ kéo dài thời gian ra, kéo dài thời gian này cho nó ở bên Úc, nước Úc. Rồi giỏi lắm, lâu ngày rồi cứ quen được người này quen người kia, rồi cưới cho nó cô vợ, cưới cho nó ông chồng, rồi xong kết thúc cuộc đời của nó là xong thôi, cố đấm ăn xôi thôi chứ sao giờ. Mà cũng không làm được gì cho đời hết, tốn công đào tạo của đất nước, tốn công đào tạo của người ta, trường lớp học, học cho lắm vô cũng không làm được gì cho cuộc đời nữa, đúng không? Rồi bao giờ mới trả được số tiền mấy 100 mấy chục ngàn cho ba mẹ, rồi công đào tạo của xã hội nữa. Người ta đào tạo bạn ra để bạn làm được gì cho, có ích cho đời chứ. Đào tạo bạn ra để bạn giúp được người này, giúp được người kia, hoặc là thành lập doanh nghiệp rồi đóng thuế cho đất nước chứ. Nó đâu có, bạn làm ra đi làm, thứ nhất là trái ngành, và thứ hai là không xin việc đúng ngành, rồi cộng thêm nữa cứ học lên muốn làm thầy người ta không à. Không ai chịu làm thợ, mình đã nói nhiều lắm rồi. Đã đi qua này rồi đừng có nghĩ làm ông nội người ta. Đó, mình nói đơn giản thôi. Qua đây có tiếng Anh có giỏi hơn tao, nó nhìn thấy cái tóc đen, nhìn thấy cái mặt mốc ở châu Á, qua làm sao mà nó cho làm mấy vị trí cao được.
giỏi lắm bạn vô trong hãng bạn làm là được thôi. Bạn có nói tiếng Anh bằng giỏi bằng mấy bạn mà người Việt Nam ở bên này không? Cái tác phong của bạn, nhìn cái cách xề xòa và cái cách nhà quê ở Việt Nam mới qua nó cũng khác với cái người ở bên Úc nữa các bạn. Vô công ty làm nó đã khác nhiều rồi. Tiếng Anh thì bập bẹ chữ đực chữ cái, tác phong thì cũng không có quen, văn hóa của Úc cũng không biết luôn. Mới qua đây học 2-3 năm sao biết văn hóa của Úc được. Thậm chí người ta nói chuyện nhau bạn còn nghe chưa hiểu hết nữa, lấy đâu mà mắc cười. Người ta diễu mấy cái hài bạn cũng đâu có biết. Mối quan hệ bạn cũng không có. Ba mẹ bạn giỏi lắm, quen được mấy bạn bè cũng người Việt Nam ở bên này, chứ có quen được với mấy ông Tây rồi mấy cái tầng lớp trí thức ở bên này đâu. Tầng lớp ưu tú của Úc có quen được với ai không? Thấy không? Đó, nên các bạn ba mẹ xác định cho con cái đi ra qua bên này, muốn nó nhanh chóng thì các bạn phải suy nghĩ ra là người ta muốn bạn ở lại. Ba mẹ Việt Nam toàn muốn qua đây con cái qua đây làm thầy người ta không à. Con cái tôi phải tốt nghiệp đại học, cao học, tiến sĩ rồi không à. Ngày xưa mình đi xin việc mình còn phải giấu cái bằng thạc sĩ của mình, giấu vô luôn á, không dám đưa ra, giấu luôn bằng đại học luôn, chỉ đưa dám đưa bằng cao đẳng ra thôi. Ai mà dám nhận cái thằng thạc sĩ, mà trong khi đó công ty nào mà nó cần tuyển thạc sĩ đâu, đúng không? Công ty nó chỉ cần tuyển thằng cao đẳng nó đủ làm việc cho nó rồi, vừa trả lương thấp. Mình nói các bạn rồi, chỉ cần biết thôi chứ không cần phải làm thầy người ta, chỉ làm thợ là đủ rồi. Bạn đi vô đây bạn làm thợ cũng được 100.000, 150.000. Có những người thợ của mình nè, thợ mình thuê gì mình làm đó, mỗi tuần mình trả 2.000, 3.000 đô rất là bình thường. Có người mình trả 3.500 đô mỗi tuần nha. 2.000 một tuần thôi là một tháng mình trả cho người đó 8.000. 3.000 một tuần mình tháng mình trả cho người đó 12.000 các bạn. Còn các bạn làm thầy á, mà ra thằng tốt nghiệp đại học cử nhân này rồi kỹ sư kia rồi ông thạc sĩ nọ, cuối cùng thất nghiệp ngồi đóng đó, được gì đâu. Rồi nó cầm cái bằng đi, cầm cái bằng đổi ra tiền đi. Nợ ba mẹ, nợ ba nợ mẹ còn chưa trả được, chứ đừng có nói là đi kiếm tiền. Kiếm tiền đóng tiền học cũng kiếm không nổi rồi, chứ đừng có nói bao giờ trả lại được tiền cho ba mẹ. Mà chắc chắn mình nói một điều luôn, đứa nào xin tiền ba mẹ là nó không bao giờ trả tiền cho ba mẹ đó. Dám chắc chắn một điều luôn các bạn. Tại vì nó đã không có năng lực tự đóng tiền học thì nó không thể nào có năng lực trả tiền đi xin việc được. Và nó không có năng lực đi xin việc thì nó không có năng lực trả nợ lại cho ba mẹ cái số tiền mà ba mẹ nó cho. Mặc dù ba mẹ nó không muốn đòi, nhưng mà cái khả năng mà các bạn trả lại cái số tiền cho ba mẹ, cái khả năng bạn kiếm được một năm bằng cái số tiền ba mẹ bỏ ra cho bạn đi học á, đã không có rồi. Lên YouTube thì coi mấy cái chuyện nhảm nhí gì đâu không à, đúng không? Coi hài nhảm nè, coi mấy cái đồ mà nó không giúp bạn gì á. Còn các cái mà giúp được thì không chịu coi. Kêu đi học tiếng Anh thì không chịu học, nó học tiếng Anh nó lâu lắm. Kêu đi học cái nghề đó không đi học, toàn là muốn học làm ông nội họ không à, thầy này thầy kia không à. Có những người chưa có một cái bất động sản nào luôn, đi dạy bất động sản nữa. Rất là độc. Có những người kinh doanh thất bại đi ra dạy kinh doanh, độc rất đầy không người kia luôn các bạn. Đó lý do mình nói các bạn á, hãy chọn đúng người. Hãy chọn đúng người để các bạn tin tưởng họ, để người ta giúp cho các bạn, giúp cái cuộc đời của gia đình của các bạn nữa. Có những người mình biết là cứ cho con đứa này đi học, đứa kia đi học, đứa nọ đi học, trời, ba đứa đi học, mỗi năm tốn hơn 100.000 tiền học không đó nha. Nhưng mà nói sao anh chị không chịu làm visa doanh nhân luôn. Nói em đó, anh chị đâu biết đâu. Có những người là mua nhà mua cửa cho con bên này luôn. Anh chị nói là không có biết mình, chứ thôi là nói mình xây cho anh chị rồi. Rồi cuối cùng công ty đó nó trục trặc, rồi nó kêu anh chị đóng tiền cho nó. Mà khi nó chưa xây xong vậy, nó kêu nó thiếu gỗ, nó kéo dài ra thêm một năm nữa. Nó nhức đầu không? Nhiều khi nó cancel hợp đồng với anh chị luôn, rồi nó bỏ chạy luôn. Nó quan trọng là các bạn quen với, biết với người nào để người ta giúp các bạn thôi. Có những cái mà chỉ có những người trong cuộc người ta hiểu thôi. Rồi ai bị lừa, bị gạt rồi thì các bạn sẽ hiểu thôi. Lúc đó những cái người đó người ta sẽ, các bạn sẽ thấy được cái giá trị của cái việc tư vấn. Nhiều bạn nói vô tư vấn gặp chút xíu lấy gì nhiều tiền chứ không? Người ta lấy tiền này là ban đầu thôi. Còn sau đó vô bạn gặp người ta tư vấn, người ta giúp các bạn còn dài về sau nữa mà, đúng không? Rồi xin trường cho con các bạn học. Rồi nhiều bạn là có học bổng luôn mà không tính mấy cái tiền đó, đúng không? Người Việt mình nói chung là suy nghĩ ngắn hạn lắm. Bị lừa cũng đáng chứ không phải là không đáng. Thấy người ta mặc vest là bắt đầu tin tưởng mấy thằng mặc vest đúng không? Mọi người cứ ngộ thôi á. Nó không có cái kiến thức gì trong đầu nữa, nghe nó nói chuyện là thấy mất dạy rồi. Rồi xong rồi nó lừa được. Thì các bạn không có kiến thức để người ta lừa, đúng không? Nó nói mấy cái thông tin mà không thể nào mà có được mà các bạn lại tin, đúng không? Người ta kêu có học bổng 100%, bạn cũng tin có học bổng, đúng rồi có,
Nhưng mà chỉ có những người học giỏi mới đạt được thôi, đúng không? Mình học không giỏi thì mình phải mong là học bổng 25% là mình đã mừng lắm rồi, đúng không? Còn có những cái visa, cái yêu cầu của người ta là dưới 30 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng hoặc là năm 2 đại học, tiếng Anh nó phải là 4 chấm, IELTS hoặc là PTE là 30. Còn nhiều người lên quảng cáo là 40 tuổi đi vẫn được, vậy mà cũng tin. Tại vì bạn không có cái chuẩn. Bạn nghe người ta này nói, à ok, người ta đã nói là không đúng luật rồi. Đi gặp đúng luật sư đi, luật sư người ta sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn đi. Và mình biết luôn một điều á, là các bạn để ý đi, trên cái kênh của mình có rất là nhiều những bạn học viên của mình, những cái người mà mình đã từng giúp có thường trú, có quốc tịch ở bên này hết. Rất nhiều trong cái kênh của mình. Các bạn nó thấy không có bao giờ mà thấy có kênh YouTube nào mà phỏng vấn được nhiều người như vậy giống mình luôn á, ở trên cái khúc này luôn. Các bạn cứ để ý đi. Bên cạnh mình là có tới 4-5 cái người luật sư để giúp mình làm. Mỗi cái loại visa là có một cái người luật sư khác nhau. Và xung quanh là có rất là nhiều học viên. Bạn muốn cần học viên nào mình sẽ giúp đỡ các bạn. Và thậm chí các bạn qua đây, con cái các bạn chưa qua mà đã xin việc làm cho các bạn luôn rồi. Rồi mình có học viên ở tất cả các tiểu bang ở nước Úc này luôn, chứ không phải là ở một mình ở Melbourne nơi mình đang sống đâu. Nên suy nghĩ dài hạn chút xíu. Bởi vì bị lừa là đáng là lý do tại sao mà mình nói vậy. Là tại vì các bạn không có cái kiến thức chuyên môn, hoặc là các bạn không có cái kiến thức mà căn bản á. Bạn phải hiểu, bỏ mấy trăm triệu ra thì không sao, nhưng mà tốn có mấy tiếng đồng hồ để mà tìm hiểu cái thông tin. Mình đã nói về thông tin chính thức ở trên cái trang web của Bộ Di trú thì không chịu đọc. Nó bằng tiếng Anh đúng không? Bạn chỉ cần lên máy tính chuyển qua tiếng Việt rồi ngồi đọc thôi. Đâu có mất các bạn nhiều thời gian đâu, mà các bạn không chịu đọc. Bỏ tiền thì chịu, bỏ tiền. Bị người ta lừa thì chịu. Ngộ rồi. Rồi thôi, kết thúc video ở đây ha. Chúc các bạn có được cái kiến thức và có được những cái mà chọn được đúng người để người ta giúp các bạn ha. Nói chung là làm đúng chuyên môn thôi. Cứ muốn đi Úc thì gặp luật sư di trú. Còn muốn qua bên này, muốn làm ăn hay muốn xin việc rồi này nọ thì có mình cứ hướng dẫn ở trên cái lớp học gọi là Úc Đại Lợi á. Các bạn cần thì inbox để mấy bạn học viên, các bạn chăm sóc khách hàng hướng dẫn các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một cái tương lai tươi sáng hơn. Và muốn được như vậy các bạn phải kiên trì và chăm chỉ, cố gắng hết sức. Và bắt đầu bằng con đường là học hành cho nó đàng hoàng tử tế, học tiếng Anh, rồi học cao đẳng, học nghề, học cái nghề đó để qua Úc thì có thể sử dụng những cái nghề đó để mà kiếm ra tiền các bạn ha.